trẻ tuổi, dũng cảm vô cùng. Sau lơ lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gương của Saul ở trên áo chiến và đặt đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thể mai cái giới này mà đi được, vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy rằng, cầm một cây gậy lựa dưới khe năm cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xông tới người Philippines. Chúng ta ngừng chỗ đó. Saul thương yêu David, một người trẻ tuổi dũng cảm muốn ra trận, nhưng mà thấy chàng trẻ này mà không có áo giáp khí giới đó thì ra chắc là bại trận, cho nên như cái bộ khí giới của mình cho. Nhưng mà David mặc vào thấy nó lượng thượng, thấy nó nặng nề và ông không quen, ông từ chối. Và David chọn cái quen của ông là một người chăn chiên bình thường, dùng cái trành ném đá mấy viên đá để có thể giết những con sư tử, những con mà đến tấn công bầy chim của ông. Ông dùng cái kinh nghiệm đó, cho nên ông từ chối cái vũ khí hay là khí giới hay là áo giáp của Saul. Và bài học thuộc linh của chúng ta là mỗi chúng ta phải có một cái khí giới riêng, một áo giáp riêng. Và Kinh Thánh nhắc nhở rằng đức tin chính là cái thuận để chúng ta ra trận. David nhờ đức tin của mình, chúng ta đọc thêm chúng ta biết đức tin David như thế nào thì có 45 đến 46. David đáp của người Philippines rằng: ngươi cầm gương giáo lao mà đến cùng ta, còn ta dân dân Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ngày nay mang thay của đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gương bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Hay lắm. Ở đây David hiên ngang nói với tên khổng lồ Goliath như thế này: ta sẽ coi như là cắt đầu ngươi, nhỏ mà coi như là có vỏ đó, cắt đầu ngươi, ban thay ngươi cho thú đầu. Nhưng mà David nói điều này tin chắc rằng Đức Chúa Trời giúp mình, phải không? Và khi mà thành công cái điều này rồi, anh David không nói rằng khắp cả thiên hạ sẽ nghe tên David và họ tung hô tên của tôi, không, khắp thiên hạ sẽ nghe tên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà khiếp sợ. Rất là hay. Cho nên chúng ta học cái tâm tình đó của David trong năm mới, có khí giới riêng của mình, có áo giáp riêng của mình, không mượn áo giáp của người khác, không mượn khí giới của người khác, phải có riêng của mình. Mà cái đặc biệt có được tiền rồi, chúng ta thấy điều gì nữa? Mỗi chúng ta trong năm mới muốn thành công phải chiến thắng những tên khổng lồ trong đời sống của mình. Mỗi chúng ta đều có những tên khổng lồ. Tên khổng lồ này đã cản bước chân của con dân Chúa đi tới. Thay vì đi tới thì cứ ngồi một chỗ, cứ nằm y. Tiếng Việt mình có chữ hay đó, cứ ngồi y, cứ nằm y, không chịu đứng dậy, không chịu bước đi, bị cái tên khổng lồ này cản được. Cái tên khổng lồ này nó có nhiều cái hình dạng khác nhau. Nó có thể là cái sự nghiện ngập cờ bạc, rượu chè say sưa, cay đắng hận thù, giận dữ một cách triền miên. Và đây là cái tên khổng lồ nó cản bước chân của mình, mình đi tới không nổi, bởi vì nó chặn lối rồi. Quý bà chị em là người biết rõ tên khổng lồ này trong đời sống mình, hãy trình danh cho Chúa và cầu nguyện để xin Chúa giúp mình nói một cách hiên ngang như David: ta sẽ cắt đầu ngươi. Cắt đầu là chết rồi đó. Giải quyết, không cho nó sống, phải làm. Mà chàng biết rõ điều này, phải làm điều đó với mặt chàng. Chúa biết, cũng bà chàng biết tên khổng lồ đó là ai. Và khi làm thì hãy nhờ Chúa bằng sự cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng mình bằng sự cầu nguyện. Hãy tìm người trong Chúa giúp đỡ mình, tìm người trong Chúa, tìm người ngoài Chúa là không bị, bởi vì sẽ bị bàn ra.
tìm người trong Chúa để dùng lời Chúa. Giống như Thi Thiên đoạn 1 câu 5, Thi Thiên 121 câu 1 câu 2 nhắc nhở rằng: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va đã đấng tạo nên trời và đất. Thi Thiên đoạn 1 câu 5, hỏi người con mình tìm đến những người nào? Xin Chúa giúp bạn nghe được ơn như thế nào. Chúng ta để ý trong câu 1, câu 3 là kêu gọi trong một châm ngôn như vậy: hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ, sự chân thật lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bi lòng con. Và chúng ta thấy Chúa muốn chúng ta được gia tăng tuổi thọ, phải không? Năm mới phước lộc thọ, có phước, có lộc, có thọ. Lộc là nói đi, thọ là thêm tuổi, được an khang thịnh vượng. Được như vậy là thật là phước hạnh rồi, thành công rồi đó. Và là hứa của Chúa cho nếu chúng ta nhờ cậy Chúa. Phước, chúng ta đều rất muốn nhận được phước. Phúc Âm Giăng chương 13 câu 17, Chúa Giêsu nhắc nhở như vậy: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Một lần nữa, cái chữ đó là làm theo, phải không? Như vậy điều kiện được phước ở trong Kinh Thánh soi dẫn cho chúng ta biết là chúng ta muốn nhận được phước của Chúa đó, phải có một đời sống khiêm nhường, tập tành đời sống tin kính thánh khiết và biết vâng lời Chúa. Biết vâng lời Chúa. Giô-suê đoạn 1 câu 8 rất là hay: quyển sách luật pháp này chết xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho ngươi cẩn thận. Đừng quên cái chữ đó, cẩn thận làm theo một điều, nhưng mà là mọi điều đã chép ở trong, như và như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta thấy câu Kinh Thánh đó rất là hay, bởi vì mỗi chữ là nhắc nhở là suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo, không phải là chỉ có một điều mà mọi điều được chép ở trong sẽ được may mắn trong con đường mình. Mà may mắn đó muốn nói về thành công với bạn chị, thịnh vượng đối với bạn chị, đó là điều xin Chúa nhắc nhở mọi chúng ta. Một tài liệu gợi ý rằng có những thói quen mà những người nhờ cậy Chúa mà chia sẻ, tại đây là thói quen của họ. Người nhờ cậy Chúa là người có giờ hẹn thuộc linh với Chúa mỗi ngày, họ có giờ cầu nguyện, họ nói chuyện với Chúa. Người nhờ cậy Chúa là người trong sự cầu nguyện họ biết lắng nghe tiếng Chúa phán nhiều hơn là họ nói lắng nghe. Người nhờ cậy Chúa là người giới hạn sự chi phối. Sự chi phối, đúng như vậy. Chúng ta sống trong một xã hội quá nhiều chi phối, nhiều information, chúng ta phải biết limit nó lại. Có những lúc chúng ta phải nói với tâm trí của mình là stop, không tiếp tục nữa. Rất là dễ, mình có cái power để làm điều đó. Mình xem TV, mình thấy cái đài nào nó bắn súng nhiều quá, nói chuyện tầm phào, mình bấm vào cái channel khác xong, mình switch qua channel là xong, phải không? Tâm trí chúng ta cũng có thể giải quyết như vậy. Rock ra là stop ra. Chúng ta biết rằng không có ai có quyền ngăn cản lời nói của người khác, không. Có một câu nói rằng bạn không thể bịt miệng người khác, nhưng mà điều bạn có thể làm được là gì? Bịt lỗ tai mình lại. Vậy thôi. Bịt lỗ tai mình lại. Đó là điều chúng ta phải biết giới hạn sự chi phối, chia sẻ sự phân biệt đúng sai. Và thứ năm, những người này chia sẻ rằng kinh nghiệm của họ là vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, biết vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Trở lại tấm hình này, ông bà chị, tôi thích tấm hình này giống như phần đầu. Thành công ai cũng ước ao, nhưng mà phải có cái bước đầu tiên suy nghĩ rồi bắt đầu áp dụng thử nó. Nhưng mà đừng chỉ làm thử mà thôi, mà phải làm thiệt. Do again and again and keep doing, thì sẽ kinh nghiệm được sự thành công. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh ghi lại các quân nhất chương 19 câu 9. Tiên tri Eli sau khi đã chiến thắng một cách vẻ vang
là các tiên tri Ba-an là bị coi như là không thấy thần Ba-an nhận lời, rồi bị tiên tri Eli sai người giết họ, bởi vì thần của họ là có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, và kêu cầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời giáng lửa xuống, cho nên là chiến thắng vẻ vang. Nhưng mà sau đó một cái lời thăm dò của hoàng hậu Isabel, Isabel nói rằng đó, Ba-an là thầy, là thần của ta, mà ngươi giết hại những tiên tri như vậy, ta sẽ giết ngươi, tìm cách giết tiên tri Eli. Ông sợ quá, ông bỏ trốn trong đồng vắng. Và bỏ trốn trong đồng vắng thì Chúa hỏi ông: ngươi làm chi ở đây? Hay nói một cách thân mật trong dịp mới, con làm chi ở đây? Thứ bạn nha, có thể bắt đầu trong những ngày của năm mới, Chúa hỏi bạn cho giống như vậy: con làm chi ở đây? Nơi đây, hội thánh này, thành phố này, ta đặt để con đang làm gì? Bà Châu có nghe được tiếng của Chúa nói với mình rằng: ta cần con ở đây. I need you here. Bà Châu có nghe được tiếng của Chúa phán với mình rằng: ta muốn con ở đây. I want you here. Câu chuyện mà tôi kể về một sư bị mù 50%, ông chia sẻ rằng ông kinh nghiệm Chúa nói với ông rằng: ta muốn con xuống Dallas. Nơi đó cần con. Ông chia sẻ rằng người thanh niên đánh trống bị mù từ lúc 13 tuổi, hội thánh cần người đó, và người đó biết rằng Chúa muốn người đó ở trong vị trí đó. Ông còn chia sẻ một điều nữa là hội thánh chúng tôi cũng có tiền, cũng có ăn, nhưng mà không thể nào lấy rác ra buổi chiều chủ nhật được, bị phạt, cho nên tối thứ ba mới được đem rác ra. Và bây giờ ai là người làm điều đó? Thì có một người làm việc buổi tối thứ ba trên con đường đó, tình nguyện là một sư để tôi làm. Tôi trên đường về, tôi đến nhà thờ, tôi kéo những cái thùng rác ra, sáng hôm sau sẽ ra con lấy. Ông nói rằng có ai biết được một người âm thầm làm việc đó trong buổi tối thứ ba mà hàng tuần, hàng tháng, hàng năm như vậy. Người đó nhận biết rằng Chúa muốn người đó ở tại đây và làm công việc đó. Cho thứ bạn em, xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều chỉnh cái nhìn, cái suy nghĩ để năm mới chúng ta hầu Chúa. Mình phải biết rằng Chúa sẽ hỏi mình: con làm chi ở đây? Nếu mình không làm gì cả, Chúa sẽ hỏi vào đó. Và Chúa sẽ hỏi rằng: ta, Chúa sẽ nói mình rằng: ta cần con ở đây. Bạn chắc nghe được cái tiếng không? Ta cần con ở đây. Chúa sẽ nói một câu nữa là: ta muốn con.